Trên tay tôi đây là một cái khóa tay gạt. Và có nhiều anh em thắc mắc là cái ổ khóa này, cái tim khóa này, cái ruột khóa này sau nhiều năm mình sử dụng nó bị trờn, nó bị kẹt, và mình vặn cảm thấy nó khó hay là nó bị trờn đi, thì làm như thế nào để thay thế cái ổ khóa này, và có thể tìm cái ổ khóa, cái lõi khóa này ở đâu để thay thế được không? Chắc chắn là được, và ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn anh em cách thay thế nó. Thì mấy ngày hôm nay tôi xem 180 phút anh Bệu bé bỏng, thì các bạn ơi, ngày hôm nay Bệu sẽ hướng dẫn các bạn cách để thay thế cái lõi khóa này. Yêu các bạn lắm. Ngày hôm nay các bạn chỉ cần chuẩn bị cho mình một cái tua vít 4 cạnh, các bạn cắm vào cái lỗ này, vặn ngược chiều kim đồng hồ. Ok, các bạn cứ vặn, cứ vặn, cứ vặn. Khi nào các bạn cảm thấy cái tua vít này nó ra thì các bạn cầm nó ra. Ok, rồi. Sau khi mà vặn được cái con ốc đấy ra, đấy, chúng ta nhẹ nhàng cầm cái tua vít này hạ xuống. Cái đấy đơn giản đúng không? Anh em hiểu đúng không? Ok, rồi. Sau khi các bạn tháo được con vít này ra thì các bạn để ý, bây giờ chúng ta không thể đẩy được cái cục này này. Đấy. Phải làm như thế nào các bạn ơi? Chúng ta có thể sử dụng chìa khóa đây. Chúng ta cắm chìa khóa này vào, xoay về vị trí 11 giờ rưỡi. Đây là 12 giờ này. 11 giờ rưỡi sẽ chéo góc này các bạn nhé. Cho các bạn nhiều. Chéo như này này rồi, ok. Đẩy cái này ra. Tại sao lại phải như vậy hả các bạn? Đơn giản thôi. Góc 11 giờ rưỡi thì cái chốt màu đen này nó sẽ thẳng tưng, còn 12 giờ thì nó sẽ lòi ra như thế này. Và khi mà lòi ra như thế này thì tất nhiên là nó sẽ không thể đâm vào đây được. Đúng không ạ? Đây nó không thể đút vào cái chỗ này được để đút lọt qua bên kia. Thì không đút lọt qua bên kia được thì tất nhiên là không thể vặn được. Nên là phải làm như nào đấy để cho cái này nó thụt vào. Ok các bạn nhé. Thì bây giờ tôi sẽ thử sử dụng một cái dụng cụ như thế này để mở cái ổ khóa này, làm cho ổ khóa này nó xoay. Đây, xoay như thế này là không được này, các bạn nhìn để tưởng tượng này. Đây các bạn nhé, bây giờ tôi làm cho nó 6 giờ tối này, nó dừng đứng như này luôn anh em ạ. 11 giờ rưỡi, đây nó sẽ chui vào chỗ này anh em nhìn này. Đấy, nó sẽ chui vào đây rồi, ok. Sau khi mà làm được như thế này thì chúng ta mới có thể đút vào trong ổ khóa được các bạn nhé. Ok đúng không anh em? Rồi. Thì nếu như mà sau khi chúng ta mà rút được cái ổ này ra và nó bị trờn rồi, chúng ta muốn thay thế cái ổ khóa khác thì tất nhiên rồi, ở cửa hàng của tôi có rất nhiều những cái loại tim khóa, lõi khóa, và có những cái loại tim một đầu như thế này để chúng ta chỉ việc vặn, không cần phải dùng hai đầu chìa khóa. Các bạn ơi, nếu các bạn thích những cái loại tim khóa như thế này thì có thể hỏi tôi có thể hỗ trợ cho anh em. Cảm ơn các bạn, yêu các bạn nhiều. Ok, cảm ơn anh em nhé. Rồi, chìa anh tự khóa, vừa bán vừa phá.